Yo, hiện tại thì mình đang ở bán áo Fortify trong vòng 7 ngày, từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 2 tháng 5, với hai loại màu áo trắng và đen. Đặc biệt, áo có ký hiệu Design by Hit, bởi vì chúng là do chính mình lên ý tưởng và thiết kế. Giá của hai chiếc áo đều là 189.000, nhưng mà nếu thanh toán trước thì sẽ chỉ còn 170.000 mà thôi. Các bạn có thể mua để tặng bạn bè hoặc là người yêu. Mùa hè nó bức thì còn cần gì mà không sắm cho mình những chiếc áo mát mẻ này đi nào. Chào mừng tất cả các bạn đến với channel của Hip. Ok, hôm nay thì mới có cái thì gọi là cái gì nhỉ? Thì không biết đặt tên nó là cái gì nữa, nhưng mà nó bật xa lắm em à. Nó là một cái bệ phóng anh em ạ. Đó, một cái bệ phóng người. Bay thì bay xem là mình bay khoảng cách thì bay được khoảng độ 1/5 bản đồ ấy anh em ạ. Không có gọi là gần đâu, bay rất là xa luôn. Chúng mình sẽ bay xuống đây và ui. Vẫn lên luôn. Có súng không thôi. Mày thì mày mình nốc anh em ạ, dễ gì mà là ăn được mình chứ. Úi dồi ôi, em thấy chưa, DS ngựa kìa, what đây, có phải con đàn DS kìa. Nói chung là cái này nó chiều nay thì chơi thì đấy, anh em thấy video đây, trời ơi, chết bất cứ lúc nào không biết luôn á, kiểu đang núp vào đâu thì địch bay đến đổ đầu trên đầu xuống. Nhớ cái chết từ trên trời rơi xuống anh em ạ. Úi giời, bên kia giết người đâu vậy? Mình mới quay được cái skin theo ngày này. Trời. Mình quay video không biết quay được tiếng không nữa. Mình nghĩ là tắt mic đi thì nó sẽ quay được tiếng trong game. Hiện tại có cả bom choáng nữa. Bom choáng lúc mới cập nhật thì nó chỉ mất khoảng 3 giây thôi anh em ạ. Nhưng về sau thì nó bị tăng lên tầm 5-6 giây gì đấy. Nó thời gian nó bị choáng lâu hơn á. Nhiều anh em thì có cũng phải ức chế. Ui, giật bàn, ngon lành quá. What the... Thôi thì cầm ốp. Mê. Không có ba lô cầm này chán quá anh em à. Ok, anh em qua kia rồi mình cũng qua thôi. Mà tin buồn là mình vẫn chưa khỏi ho nha. Trời ơi, ho thì ho quài. Bay qua bay lại à? What the... Không biết có cái bản đồ tóm tắt vị trí của những cái này hay không nữa. Mình sẽ bay, vừa bay chỉ cần thử bông keo nha. Chiu. Bùm. Vị trí không hợp lệ anh em ạ. Vị trí không hợp lệ này anh em ạ. Ui rồi, không đặt bông keo nữa. Ở đây cũng có một cái anh em ạ. Ở trên chỗ này, trong khu này có một cái ở phía cuối bên kia. Trên nóc nhà có một cái. Bay khá ok mà nó chỉ bay sang bên đây thôi. Nghĩa là nó bay thì nó chỉ bay được một hướng nhất định thôi á. Một cái khoảng bao nhiêu độ đấy nhất định. Ây à. Ui, cái này nó hướng theo hướng của nó này. Ồ, bay ra kia được này. Cái này bay được, quay được khoảng 120 độ gì đấy anh em ạ. Bay. Bay. Bay quá đẹp luôn. Mấy cái này mà làm mấy cảnh highlight cứu cái đồng đội thì phê lắm anh em ạ. Thì phê luôn. Mấy ông kia không biết mình bay qua đây lúc nào luôn á. Thì đây, bay được bông keo á. À đúng rồi. Thử đâm vào đây xem nó bay được không. Không bay được à? Bay không? Bay được mà. What? Bay được mà. What the hell. Mấy ông kia bỏ bật ông keo nó không bay được. Ai ngờ vẫn bay được mà. The hell. Kỳ. Kỳ ghê cơ. Rồi ôi. Thôi. Bay phê vãi anh em ạ.
Úi dồi, tự nhiên các đồng đội kia xuất hiện trên trời xuống phê vẽ lẻ luôn á. Phía bên dưới góc này này, nếu con này không biết chỗ rồi, bay lượn phê thì biết luôn. Ui, mình tự choáng mình rồi, what the. Ui, chạy xa vãi mà không thấy, vẫn định choáng này. Ui, ngáo vãi lẻ luôn, bị lú anh em ạ, thề luôn. Đi chạy bay đâu đây? Ơ, lại chạy đâu ấy? Lại chạy rơi à? Lại chạy rơi anh em ơi. Vãi lẻ, bay được cả giấy chạy. Thôi bò thôi anh em ơi. Bò. Chạy bò anh em ạ. Đến giờ chạy bò rồi. Lúc quay, bay không quay được, khó chịu thật đấy. Để lúc bay nó phải quay xung quanh thì hay quá. Không quay xung quanh em ạ. Buồn ghê. Ok, bay đủ lượng đấy. Rồi ok. Bay này hay phết anh em ạ. Kiểu đang giao tranh mà gặp cái này tẩu thoát được á. Rồi bây giờ vào bo kiếm kill thôi. Trong đây chắc chắn là vẫn còn mà. Trong đây mình thấy trên cả cái bản đồ này chắc là khoảng đến chục cái không nhỉ? Chắc đến chục cái ấy. Trời ơi mình kiểu như là mình không bật được mic với mấy chuyện mấy ông kia. Buồn ghê. Thông lũ mình như không có. Thật sự cũng có người kìa. À thằng nhìn ngay ở đây anh em ạ. Chơi luôn. Quá chơi luôn anh em ạ. What the. Thằng niên này lên tầng rồi sao á. Đấy ha. Thằng niên dưới bên kia anh em ạ. Bắn lên mình đau quá. Giáp vẫn này luôn đó hả. Tin đốc nhầm đây còn rồi, nhầm đây còn đứa thì phải bắt chân với tao quá. Rồi nào anh Tiết, cứu Tiết nào. Bạn này trong đoàn mình được biệt danh là Tiết anh em ạ. Ui. Còn đứa bên đây nữa anh em ơi. Ui đông thế. Đông nhảy. Que, nó ở que. Nó ở que. Nó đâu à, nó đâu đây. Bóng keo đi, bóng keo đi. Ui. Quên mất là không ai nghe mình nói anh em ạ. Rồi được. Hết bông keo rồi, con lên kiểu gì đây? Mình sẽ quyết định đẩy ngu một lần anh em ạ. What the hell? Chết rồi sao ạ? Không phải, nó đâu ấy? Đẩy không? What, ở đâu? Chạy à? Ui, trên đầu đồ anh em ạ. Ok. Còn một đứa anh em ạ. Công lên chơi luôn. Công nhận kỹ năng một cô tốt thật đấy anh em ạ. Go cry. Ui. Trời ơi, con gái tay to vậy trời. Con gái tay to vậy luôn anh em ạ.
Nên kia thấy nhá. Nóc rồi. Hai người. Trong nhà kia còn người nữa anh em ạ. Đông quá. Ui trời ơi, còn đâu giờ. Yep me. Sáu thính còn. Anh cứu mọi người gì nữa. Anh không đặt bóng keo gì người ta nó chết anh à. Đặt bóng keo mấy thánh còn cáu mình anh em à. Buồn ghê. Lia chưa. Ok, chỉ còn 4 đấm 1 thôi anh em à. Gọi là đi test chế độ nhưng mà chưa thấy giày nha. Mình thấy bong choáng rồi các thứ. Bong choáng nãy mình ném thì nó rơi mất rồi. Chưa thấy giày đâu. Hình như giày bị fix rồi. À, không có tiếng giày kia rồi. Cô kỵ có tiếng giày rồi. Ui, cái rồi. Ui, vãi loèn. À, cái rồi. Cay ạ. Ai hết rồi. Cay cú thật. Cay cú. Vãi rồi, ai rồi. Đấy, đừng cứu. Fuck you. Hết máu rồi. Hết máu rồi. Cả máu gì kia? Gì? Ờ à, có lấy xay. Bin có giày rồi. Đờ heo. Choáng. Ui vãi lè luôn. Bao choáng giờ thấy sợ thật đấy. Nó thấy sợ bao choáng anh em ạ. À, đù thế này kia trốn đâu mà kỹ vậy trời. Đấy lên đây bày đồ trôn được anh em ạ. À. Bắp gì thực thế là bày đồ dưới đây này xong rồi. Đứng trên đây cam này. Bay lên ngọn cây xem nha. Không mất máu. Mình vẫn mất rồi. Mình nghĩ là dễ thính lắm anh em ạ. Chuẩn gì mà chuẩn kỹ vậy. Ôi bắt đầu hết. Hay lắm. Đó. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so fine.